cũng như mà ra đúng con bọn em ấy là cầm về đúng 10 thì, hơn 10 thì anh em cầm về hơn 10 thì nếu như đúng ngày hôm nay 39, 27, mỗi mày người bình à. quân 30.000, Em nói chị mỗi thằng 100 30.000 người mà nó rơi vào gần thì trăm cộng người 6. vào thì nhân lên là bao tiền? 30 30.000 thì là được bao tiền? Chào 3 Dương tỷ. nhá. Tiếc quá em ơi, để quay áo giáp bác. Thế với chú 79 15 đây này. 79 17 này, tiếc kìa, mày đéo biết nói câu gì, chín đập mười sáu đập hết cả mặt vào mày. Dương nó ra 79 16 anh ạ. Thôi chú thông cảm nhá. Được thua vui vẻ. Chào bonsai nhá. ra ra 9 16 hôm qua thì còn được hút. 79 16 hôm nay lại ra tiếp. Điếc tiếc quá. 79 15 79 17 ngày hôm qua mình đọc trên livestream cho anh em đọc rõ luôn. Mà hôm nay nó ra 79 10 16. Một lô 100.000 được 900 triệu. Chu xin. Không sao anh ơi, cố gắng vững tâm một tí anh ạ. Nợ ít anh ạ. Đầu tư ít mà lợi cao, chỉ có 4K mà phải thôi. Anh nhá, anh Chín nhá. Đéo về vướng gì hết, anh cứ vững tâm vào cho em. Thua thì thua keo này bày keo khác, kiểu gì bàn cơ cũng được, phải được là được anh ạ. Cái thằng em hôm qua là nó mua nó giả 200 triệu đấy, mình tặng cho nó đúng 4 con 4 càng, mình không lấy tiền của nó, mình giả lại 200 triệu, chuyển tiền lại cho nó cái mũ của mình 200 triệu cho nó. Còn nó vừa ấy là PM ấy, bảo anh ơi, hôm nay được cái thì em phải được gần chục tỷ. 79 15 79 17. Thiếu mất 79 16. Được nó được gần chục tỷ. Mẹ ơi thằng ngớ mặt luôn đấy. Nó chuyển cho mình 200 Có triệu hôm mua nay cái mình mũ của còn cái bô ấy. quay nhau mà. Mình làm bằng cái bô mình đội. Được rồi. Thằng nào lấy mua rồi? Rồi. Trong phòng mày lấy cho anh mua. Đi mẹ. Cái không cái mũ chạng ta đi hành cái. Mẹ lát người luôn. Thằng bé đang ăn vạ đang ngồi lèm bèm bảo em sao là anh em bắt đạt đây. Sao lại không ra 79 15 79 17 đi đi ra đây. Hôm nay giờ tầm này cũng ra đề cũng đéo vui rồi. Thật. Tầm này giờ đề đổ giờ đéo vui rồi. Tầm này đề đổ đéo thích rồi, hai số đéo thích rồi, ba số đéo thích rồi, chỉ 4 càng rồi, lẹ. Được thì được 4 càng, không thôi. Đi mày à mày, đây. Gấu luôn. Thằng bé mua đồng ý mua giả luôn thì để giả cho anh 200 triệu luôn, gấu luôn. Nguyên lọ đi để à. Thầy Long còn trả 20 tỷ Đi Long qua giả 20.000 đô. Thầy bọc là 20 triệu. Soạn sẵn tiền rồi 20 nhưng mà nghìn. không bán. Không bán cho thằng 200 triệu, 100 triệu. Có khi nào phải nhớ câu quá vậy. Trần Bá Trường đại ca áp mạng 4 càng nữa. 79 15 79 17 của mình là 79 ra giải nhất là ra 79 16. Hôm nay mà được thì mày rực rỡ lắm đại ca. Lọt lúc một số thì mẹ à. Hay nó sợ quá nó tránh. Còn hôm nay kiểu bố lẹ luôn con 20 34 trực diện. Nghe chưa? Cái nông nghèo thật giá 20.000 đô. Giá mình đô vướng gì đâu trúng cái mèo tiếp theo rồi được mình bỏ ra 20.000 đô Đi, xong bỏ mày ra à, 20.000 đại đô ca, cái mũ nó giả đúng 200 triệu luôn, bắn tiền luôn, gấu luôn. Mẹ à, tiếc con lợn nó ngồi tiếc anh ơi. Tiếc đúng 4 con 4 bán càng toàn những anh ạ. Đồ đồng nát nhưng mà giá toàn giá gọi là vàng kim cương rồi đó. Quan trọng ở một chỗ một tôi dép đi giá 200 triệu biết đánh rồi. Là chỉ đánh nhìn cỏ mũ hay không bởi vì nó ra mẹ ảm 200 triệu ấy ạ. Mũ này 200 triệu bán tài khoản luôn không bắn luôn không phải không vướng 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 vấn gì nhau cả. Đấy hôm nay lỗ hú ba càng làm gì, ba càng xưa rồi, ba càng trúng suốt để ý đéo ấy. Giây phút này là giây phút chia ni. Chào thằng em để lấy tinh thần cái nhà lọc lá ơi, ơi Lê Ngọc Chiến nhá. 2442 có không nhỉ? Mình đến lọc lá sau giờ quay mà. Nói chung là tí nữa xong nhá, tớ cho anh em nuôi đúng hai con đề trong tuần. Thích
ghép càng cho thêm mấy con càng anh em ghép luôn. Địt mẹ 79 này. Điệt quá, địt mẹ cho anh em mẹ 14 con, 4 càng. Các con nợ na đi. Địt con mẹ à mày áp mạng cho đúng một số, ngày nó ngồi nó khóc. Anh em nhà khóc nghe anh em mà được. Hôm nay anh em được thì chắc là địt mẹ hơn chục tỷ. Địt con mẹ à mày lợi ít lợi nhiều. 3-4. 2-3-4. 3 càng luôn. 2-0-3-4 nha. 2-0-3-4 Địt mẹ mày. 4 càng luôn, 3 càng luôn nha. Địt mẹ mày vướng với bố mày này. Vướng nhà chùa này. 2-4-2-3. 2-3-4 luôn nha. 2-4-3 luôn. 2-4-3 đúng 3 càng luôn. Địt con mẹ mày. 3-4-4-3. 2-3-3-2. Cặp 2-3-3-2 bỏ ạ. Còn 3-4-4-3. 12-21 nha. Đúng 3 càng luôn. 2-4-3 địt mẹ mày. Đúng 2-4-3. Rực rỡ luôn. Bao nhiêu 4 bạc? Hai bốn ba luôn, địt con mẹ à mày, con vẹn mồm đầy lông nhá, không vướng, không cai vào được, áp mạng 4 càng. Địt con mẹ à mày, gấu nguyên con luôn. Ôi giời, em nó lói vừa rồi nhá, một người lao vào con 34 em rất nhiều. 3-4-4-3 của em là cái con ngày hôm qua, đó là 2-0-3-4, 4 càng có không? Có 4 càng có càng không không? 0-2-3-4, 0-2-4-3 không? 1-2-4-4-3. 4-3, ô địt mẹ mày, 1-2-4-3 nó ra. 0-2-4-3. 0-2-4-3, áp mạng luôn. Nha. Áp mạng 4 càng luôn. Em nói chị, 0-2-4-3. Về 0243 thì có phải làm 545 kiểu. Siêu anh hùng địt cho đây à, đẳng cấp luôn. Tôi được 10.000 gỡ lại ký gốc. 12 con 4 càng. Em ơi, đây là chị nhìn này. Chúc mừng gì nữa, rực rỡ luôn. 243, 234, 324, 432, 243, 342, 423 nhá. Đề bỏ hết. 2-3-3-2 ra, bỏ 2 này ra, còn 3-4-4-3, 12-21, 2 ngày nhá, ngày hôm qua là có con 32, ngày hôm nay là đã con 43, 2 ngày nó đã có đề nhá, phải chấp nhận vui vẻ, hôm nay có cả 3 càng, nhưng không được 4 càng, phải chấp nhận. Ra 0-2-4-3 có phải ngọt không? Địt mày à mày mày ra, ra hôm nay ra 2-0-4-3, nhưng thì rực rỡ nữa, nhưng thì áp bạn 4 càng rồi, giải nhất áp bạn 4 càng, phát tiền, địt con mẹ đen rồi. Nói chung là đè đéo để ý nữa. Anh ạ. À, anh ạ. À, đè đéo để ý nữa. Đi phẹ. Đè lâu lắm rồi có chơi. Đấy cả là chim là đến đấy các bạn. Có sai không nuôi đi thì biết. Hôm bổ. Lúc mình vẫn được 3 càng. Mình thì nhà đánh 4 càng, nó đánh 3 càng. Tiếc quá thì. Em đây có vào tờ giấy rồi đánh. Đùa với nhà chùa. Vui vào chị. Đánh 42 con 3 càng. Nào ngồi vừa tính số này. Em vua của thuật toán. Làm tất cả liên quan gì đến thuật toán em tính. Bởi vì em có thuật toán. 1-2-4-3 nhưng mà nói mình anh ấy cho là 0-2-4-3 phải chấp nhận thôi. 4 càng nhưng mà không đua. Nghĩ cho nó ra nhưng mà nó đéo được 4 càng, nó chỉ được áp mạng một mẹ mày. Đặc biệt thì tranh một số, giải nhất thì tranh một số, đặc biệt đúng tranh một số. Phải chấp nhận thôi nhá. Trạng ơi em xin đôi dép. Trạng ơi 43 kìa. Rực rỡ. Thôi anh em vui vẻ. Phải vui vẻ. Bởi vì cái này mình đã nói với anh em từ ngày hôm qua rồi nhá. Thì mẹ vẫn nói với anh em nhá. Là cái này nếu thằng nào thích vào phun giải hai phát nhá. Hai ngày. Hôm qua giải nhất là 2-3-3-2 của 2-3-3-2 34 đưa cho xem, đưa cho xem nó giải mấy,
Đây mấy, đây mấy? Anh gửi cho, em gửi cho Hải Keo 0243. Người xong cửa chốt này còn đấy, tham mà gửi quá đấy. Thì... ôi chết rồi. Mình báo giải 2 loại ra mẹ giải 3. Giải 2 với giải 5. Vừa bảo giải 2 nhưng mà không thấy có nào 2 với cả giải 5, giải 6 chả có cái nào. Mà em ơi, Bảo Dương là báo là giải 2 với cả giải 5. 5, 6. Không. Em nói lúc đầu chỉ có giải 2, giải 5 thôi. Có 8, 2, 3, 8, 9, 8, 9, 4, 9, 5. Mấy cái đầu 9 này, 3 cái đầu 9 đầu dưới bỏ hết. Chỉ duy nhất có 8, 2 và 3, 8 thôi. Nó nói chung là đề đâu chứ nhất. Hôm nay nếu như mà theo như em mà thông tin mà được chuẩn lại thì em mà chỉnh được giải 3 nhá. Thì ngày hôm nay nhá là chỉ có tổng 47, 43, 19, 78, 65, 46. Tổng có 8 số đề ngày hôm nay thôi. 6 giờ 25 phút. Nha. Yeah. 2 3 4 này, 3 2 4. Thằng em của mình ngày hôm qua mua cái dép được trúng đề. Và không trúng bốn càng. Mua cái mũ ở cái bô mình 200 triệu đấy. Được trúng đề nhưng không trúng bốn càng. Phải chấp nhận thôi, đen thôi. Giải nhất của nó là có 7 9 15, 7 9 17. Đặc biệt của mình là ngày hôm nay mình cho là 2034, 4 cái lồng vào nhau. 2034 tổng ra là có 8 số 4 càng. Nhưng lại ra 0243. 1243. Thì đặc biệt ngày nay ra là 1243. Ok, phải chấp nhận vui vẻ nhá. Vui vẻ thôi. Ghép cho Quốc Anh rồi, Quốc Anh thì còn không ấy thì nhận ghép thiếu. 2, 4, 6. Cần đéo phải ghép, anh mồm anh còn vừa nói xong, anh đi mỗi đường này. Anh còn chỉ thẳng cả bàn, anh đi mỗi đường này. Đâu cả em đánh cho cả cái ghép cái 0243 nữa gửi cho Quốc Anh. 0243 đã đủ. Quốc Anh không. Nhưng mà chỉ vào 4 càng hết, nhà mình toàn 4 càng hết. Chứ để ý gì đề mới cả đặc biệt nữa đâu, đề mới cả 3 càng đâu. Đánh 42 con 3 càng. Cả giải nhất đặc biệt. Không đánh, anh ăn được biệt mừng rơi nước mắt rồi. Anh ăn được đặc biệt bậc yêu. Nói chung bỏ qua đi. Đặc biệt có 4 con thôi. 3, 4, 3, 12, 21. Đúng rồi, có 3 4 con thôi. Ngày hôm nay cả phun giải là độc có 8 con nhá. Còn 3 càng nhá, 12 số 3 càng là có 2, 4, 3 nhá. Là có 12 con 3 càng nhá. Còn nếu như 4 càng nhá, mình nói thẳng luôn nhá, ngày hôm nay có cả 4 càng trong bảng mình luôn. Thì mẹ nói sai làm con chó ăn cứt. Đây này, anh nhìn này. Nhìn này. 1 2 4 3 đúng 4 càng luôn nhá. Nhá. Càng này càng rời mình không lọ mình bắt nhá. 1 2 4 3 đúng 4 càng luôn. Ở đây nó có bao nhiêu? 12 số 4 càng. 12 số 3 càng nhá. Phải chấp nhận thôi. Anh phải bảo chúng mày ngu. Đây này, mình còn ghi rõ trên livestream cho tất cả các anh em nhá. Nhìn thực tế nhá. Này, 1, 2, 3, 4, 1, 3, 2, 4, 1, 4, 3, 2, 1, 2, 4, 3. Nhá, mẹ còn phải chỉ rõ cho chúng mày nhá. Chỉ 1 cộng 1, 2, 4, 3. Chỉ rõ mũi tên để cho chúng mày nhìn cho đỡ bị lát. Đúng rồi. Mẹ đéo nhìn ra. Mẹ chơi khó. Mẹ chỉ mấy anh em cho dễ. Mình cho công khai nhưng mà chấp nhận thôi. Bảo chứ. Bảo nó con gửi cái ghi âm của chàng gửi ra đấy cho các cụ. Anh em lừa lừa đấy, đấy không đấy. Bảo. Ôi chấp nhận thôi. Chơi này chơi khó. Được rồi. Mày à đúng rồi, hai con cũng chàng. Cái ma này là của mấy em làm cafe. Có 4 cái đồ trong túi. Trong đó là 1 là điện thoại, 2 là tiền, 3 là bao cao su, 4 là thỏi son. Thỏi son có cả cái nước rửa à? Không, 4 thôi, 4 thôi. 6 là cái gì? Trời. Bấm giả. Trời. Thì nó mới đủ. Bựa, anh bựa ít thôi. Nó ráo chết á. Vì hôm nay nó ra 16 gì nữa. Công gì? Ai đánh mà đâu? 1, 4, 2. Nhưng cái này mình có cho cách đây tầm 2 ngày, 3 ngày rồi. Mình trên livestream mình đọc rõ. Ngày hôm qua là ra một phát 32 áp mạng 3 càng. Ngày hôm nay thì là được 3 càng. Mình bắt là
2034 lồng vào thì nó ra 0243. À, quên rồi. Thôi mày tắt đi. 43 đấy toàn 0234 nữa. Không phải đâu. 4 tôi đến tài phòng luôn. 2034 tài phòng rồi. 24 số. Lại lắm mà. Tiếc quá, tiếc quá. Ok, anh chấp nhận đây vui vẻ. Tiếc nhỉ. Nhưng mà sếp không bảo anh em đánh hẳn ở chỗ kia đi. Bảo đấy có 12 con mà. Bảo xong bảo lúc sớm ấy. Bảo từ lâu rồi. Nói chuyện đi. Gì ấy? Nó đang khóc. Nó đang bảo khóc chỉ mỗi tên không bảo luôn. Ôi mày, mày chết đi cho nành. Nha. Đùa chứ, em đã bảo Phúc Bình rồi là gì nhỉ? Cơ phải ngày cuối cùng còn theo dõi chạm vào kiểu gì chạm không tính là được một con ba càng. Cứ không nghe hai em, cứ không nghe tên nhắn vẫn còn đâu. Mày chết mẹ đi, đi mẹ bọn ấy. Em rồi, mẹ ra khỏi nhà. Thay trời làm bậy em lấy. Em mày em bắt đầu đó mà hàng ấy. Em xuống bếp cầm con dao. Chồng mày ấy thì mẹ tao mày... tiếp hẳn 4 càng ấy từ chồng mày. Mày chạy xuống bếp ấy, mày cầm con dao mày chọc cho đoạn gái mày lấy chồng mới, thằng chồng ngu giết đi. Không vướng. Nhá. Nói đùa ấy, anh nói cô em ngay áp mạng mà. 7915 7917 nó ra 7916 nhưng hôm nay mà nó ra con 7915 nhá thì cả nhà mình ấm luôn. Thế còn cái con 43 nhà mình có để ý đâu. Nhà mình không để ý bởi vì là anh nói mấy cô này nó chỉ tập trung vào 4 càng, tập trung đéo gì với mấy con đề làm gì nó mệt ra. Bởi vì giờ 100.900 triệu. Được vui vẻ không được vui vẻ. Ok nhá. Ôi, để yên tí nói chuyện thì mẹ tao đang nói chuyện nhiều thế. Tao đang buồn ỉa. Mày có hiểu không? Mày có im ngay. Mày im ngay không? Ôi, lôi cháu tao ra, mất dạy con này. Con nhà. Nha. Các bác đây sao làm cho con mày phải một nhà sữa chứ đừng nói là bình sữa. Mày này. Này tí phải về rồi. Tình hình nào phải khóc ông mạnh vào. Để xin cho con nhà mày nhà sữa nha. Phải xin một cửa hàng sữa. Đúng rồi. Để bảo đó xin ở nhà sữa rồi thì vướng như ai. Mất công xin thôi rồi xin tụi ông. Ông già của Lâm 4334 luôn. Ông già Noel này nó lạ lắm. Ok anh em nhá. Chào anh em. 2034 là đúng là ông đưa lên. Đây bây giờ 43. Đây này, em nói mày này. Không, mẹ mày dã man này, càng 1 này, 1 2 3 4 1 3 2 4 12 con 3 càng, 12 con 4 càng. Cả đề cả ngày hôm qua và ngày hôm nay, hôm qua giải nhất áp mạn giải nhất là 1 3 4 4 3 1 3 2 hôm qua là tiếp tục là 4 3 2 áp mạn hôm qua là ra 3 3 2 nhá. Nha 32 6 số 2 ngày nhá. 2 ngày này 12 số tổng phun giải là 2 số này, 12 số này là đã có này, 43 này, 32 này, áp mạn qua 3 càng, ngày hôm nay được cả 4 càng, được cả 3 càng, 1 4 1 2 4 3. Không phải chịu thôi biết cho được. Tiếc quá. Em nói với anh tiếc nhất cái giải nhất thì ngất người à. Thôi không sao cả. Đất giải nhất ra luôn. Nhưng ông ngày mà sớm ngày ở nhà anh cũng ăn đủ. Anh cho ăn đủ thì mẹ với con 16. Anh cho ăn đủ con 16. Bởi vì anh con 16 hôm nay là 4 ngày. Cái mã chính của anh em gửi cho quốc anh thì 4 ngày thì hôm qua vẫn vào, hôm nay đéo vào. Chúng 16. Không sao. Trạng ơi, em vào được 10k hơi buồn, 10k là được 90 triệu rồi, còn kêu gì nữa? 9 triệu. 10k, 10.000 thì được 90 triệu, 4 càng 90 triệu, anh có mình bị điên thôi. Anh bị điên rồi. 10k đây nó vào 10k luôn. Có nghĩa là cái này 10k nó vào 2243. 1 2 4 3 là được là 90 triệu, 10.000 là đằng kia thằng kia nó được 3 càng. Còn 243. À ok. Thằng nó vừa nhắn cho sếp nó được 3 càng thôi. Ừ rồi. Đó mà được 4 càng cái là ok. Trạng ơi, hôm nay em có nào? Trạng đang ở đâu? Trạng hôm nay có khởi trần không? Trạng hôm nay, Trạng này có khởi trần cho em xin vâng. Anh ơi, thôi, nín đi, thì mẹ tắt nứng đi. Anh em mình tắt nứng đi, thì mẹ à mày.
cái thằng mà đau đớn nhất là cái thằng cái bộ này nó trúng ba càng cả đề nhá, bốn càng ngoài nó không được, bốn càng ngoài em cho nó là 2034 mã bổ ra là có 8 số thì nó ra 0243 thì nó ra 1243 8 số và 4 số kia của nó nữa, tổng là 12 số, tổng 12 số mà hai giải là tổng 24 số thì giải nhất áp mạng. Đặc biệt ngày hôm nay chỉ sai đúng một số, còn đặt đề thì nó được, ba càng được nhưng mà bốn càng nó không được. Mình bốn càng trượt mẹ sô thì hát thật lại đầu công. Quá ghê gớm luôn. Thôi chào anh em nhá, tắt live stream. 10 số 4 càng. Để không 2023. Nói chung là bâng này ạ. Thôi ok, mình tắt live stream này. Chào anh em nhá. Tắt live stream, số điện thoại 0374375999 nhá. Số điện thoại của Phổ. Chào anh em. Mình đăng cái bộ này lên công khai trên mạng rồi. Trên live stream mình có đăng công khai cho anh em hết rồi. Không có giấu gì cả. Nếu mà bạn nào không có mình cho lại nhá. Nhưng cái này là không ra nữa rồi, coi như là xong. Mình bảo 2 ngày thì nó đúng 2 ngày nó ra và có đúng 2 ngày. Và vui vẻ thôi nhá. 6 con lô ra 4 con lô và chấp nhận nhá. Còn hôm qua là nó ra giải nhất, hôm nay ra đặc biệt nhá. Và ra cả 3 càng, ra cả 4 càng là mình đã tặng cho anh em rồi. Nếu anh em nào thích xin mình chụp ảnh mình gửi cho nhá. Ôi chào anh em, tránh trường hợp lừa đảo của Facebook, phát các video xin tiền, mã số tài khoản là 10700226585853 Vietinbank chi nhánh Hải Phòng. Chủ tài khoản là Nguyễn Hoài Đức nhá. Tránh trường hợp lừa đảo của Facebook, phát các video xin tiền kêu gọi công đức lừa đảo nhá. Còn mình đi làm việc của mình đây. Chào anh em.